Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Thổi Đèn Phần 129, Quyển 8, Chương 47, kỵ Lửa Mô Cổ là chúng U Minh mà nến đèn lại tượng trưng cho sinh mệnh Thường có câu không phải ma giữ chẳng thổi đèn Mô Kim Hiệu Quý xưa nay Kỳ nhất là chuyện thổi đèn tắt nến Ngọn nến vừa tắt Căn phòng lập tức trở nên tối om Giờ tài không thấy ngón Tuyền béo bừng bừng nổi giận Liền đập cái mũ bảo hiểm leo núi Ngọn đèn gắn trên mũ lập tức sáng bừng lên Kể đó cậu ta dương tay ra Tóm lấy cổ áo của Tôn Cửu củ Gia quát Tôn Cửu Gia Ông chán sống rồi hả Giảm tắt đèn của đại gia Trước khi ra khỏi nhà Sao không hỏi thăm thử xem lần trước cái bánh tông thổi tắt đèn của tiền béo có kết cục thế nào chứ hả vẻ mặt tôn Cửu già cực kỳ sợ hãi lão ta nói cái thằng béo nhà cậu mới chán sống ấy trong thôn địa tiên không thể thắp nến đâu tôi ngăn tiền béo hỏi tôn Cửu già lúc nãy không phải ông bảo đốt nến lên à sao đột nhiên lại dở quẻ thổi tắt đèn rốt cuộc ý ông là sao vậy tôn Cửu già lắc lắc đầu sau đó lại lập tức gật đầu đáp thắp nến là ý của tôi nhưng mà hôm nay trong lòng của tôi cuốn quá như là bị mở dồn lên lú cả đầu óc rồi quên khuấy một chuyện quan trọng từ lúc tiến vào núi quan tài này tôi đã cảm thấy xung quanh có gì đó không ổn thật là quá bất bình thường nhưng mà lại không thể nói rõ ra là rốt cuộc bất bình thường ở đâu mãi cho tới khi thắp nến lên tôi mới sực nhớ ra sư lý dương nói giáo sư tôn chỗ bất bình thường mà ông nói là đèn đuốc à tôn cụ gia gật đầu đúng không sai xem ra tiểu thư dương cũng để ý thấy rồi bố cục thôn địa tiên ở trong núi quan tài này giống hệt như trấn thanh khê trên mặt đất nhà cửa phòng ốc đều chẳng khác gì chúng nhân gian nhưng mà vẫn có một điểm khác biệt rất khó nhận thấy trong tất cả các căn nhà ở đây đều không có nến giá đèn dầu đèn thậm chí trong bếp cũng không có củi lửa gì cả tôi vẫn chưa lĩnh hội được ý của tôn cụ Củ gia ngạc nhiên hỏi thôn địa tiên có hai tầng âm dương trong dương trạch không có đèn đuốc vậy thì chứng tỏ điều gì chẳng lẽ cái đám quan sơn thái bảo kia đều là chuột thành tinh quá thành à dưới lòng đất càng tối tăm thì càng nhìn rõ tôn cụ gia nói tuy là không có đèn nến nhưng mà trong tàn cốt lầu và các nhà cửa khác đều có một loại đèn ống dương tủy dương tủy là một loại khoáng thạch có thể phát sáng những người năm xưa hẳn đã sử dụng nguồn sáng từ khoáng vật này nghe tổ tiên truyền lại ở trấn thanh khê chưa bao giờ có tập tục chiếu sáng bằng dương thủy cả rất có thể trong thôn địa tiên có cấm kỵ gì đó trong núi quan tài tuyệt đối không được thắp đèn đốt nến sư lý dương nói trong mấy bức bích họa phong sói cổ để lại có một bức tên là bỉnh chúc dạ hành đồ vẽ cảnh rất nhiều người đốt đèn đi vào mộ cổ nếu trong núi quan tài thật sự cấm lửa cấm đèn tại sao những người ấy lại thắp nến trong quyệt mộ nghe tới đây tim của tôi bỗng trầm xuống ngầm cảm thấy đèn nến mà những người trong thôn địa tiên năm xưa thắp lên thấy đều là đèn u minh đó là một tục lệ cũ người tụng tán cầm đèn đi vào cõi chết mà bọn họ cũng đúng là vào trong mộ tủn tán thật nhưng sau khi vào mộ họ chết như thế nào chứ tôn cụ già bảo chúng tôi gỡ cái bức bỉnh chúc dạ hành đồ xuống lão ta xem xét kỹ một lần nữa càng khẳng định như đinh đóng cột các cô các cậu nhìn đi trong tranh vẽ rất rõ ràng những kẻ tuẩn tán đang đi vào quyệt mộ này chỉ những người đi trên bậc thang đá dưới lòng đất thì trên tay mới có một ngọn nến hoặc là cây đuốc cháy sáng còn đèn đuốc trên tay của những người ở mạng trước cửa mộ phía trên cao đều tắt cả tôi hỏi tôn cụ gia dù trong núi quan tài này đích thực có phong tục không đốt đèn thắp nến chăng nữa thì cũng không biết là thắp nến lên sẽ xảy ra chuyện gì tôi thấy xung quanh chẳng có gì bất thường cả chúng ta đừng có thần hồn nát thần tính nữa. Tôn Cụ già nói, tôi cả đời lăn lộn giữa đám cổ vật, đã gặp không ít chuyện ly kỳ cổ quái, lại kinh qua khảo nghiệm hồi đấu tranh giai cấp. Sợ đảm lượng kiến thức của tôi đều không kém gì các cậu, tuyệt đối không phải thần hồn nát thần tính đâu. Vừa nãy chúng ta đã đốt một ngọn nến, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức lớn rồi. Tôi và Thường Béo chẳng coi chuyện này vào đâu, cười cười bảo lão ta. Có phiền phức gì đều do ông rước về cả Với lại phiền phức của chúng ta bây giờ còn nhỏ chắc Rận nhiều không đốt, nợ nhiều không lo Ngoài chết ra thì chẳng có chuyện gì lớn cả Đảm chúng ta đây chuyên làm nghề đổ đấu mò vàng Thắp một ngọn nến thì có gì là lớn lao đâu chứ Sơ Lê Dương nói Anh Nhất, chớ có nên chủ quan như vậy Để giáo sư Tôn nói hết đã Nếu đốt nến lên trong núi quan tài rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì Tôn cụ già nói bố cục thôn địa tiên giống như là một cái đế đèn không có lửa. Tôi có biết chút ít về thuộc phong thủy thượng cổ, đây có lẽ là một bố cục kỵ lửa. Tôn Cửu Gia nói tiếp, phong thủy chỉ là một lý do. Lý do thứ hai, bố cục địa tiên rất giống với cổ trấn thanh khê cuối đời Minh. Nhà họ Phong nhận Hoàng Ân và phát tích vào đầu thời Minh, trải qua hơn 200 năm dưới triều Minh đã không ngừng mở rộng cơ nghiệp tổ tiên. Vì vậy mà có thể nói căn cơ kinh thế của Trấn Thanh Khê đều được định ra trong giai đoạn ấy. Về sau trải qua thời thanh, thời dân quốc rồi sau giải phóng đến nay đều không có thay đổi gì lớn. Lúc trước tôi chưa bao giờ nghĩ kỹ xem tại sao Trấn Thanh Khê lại xây dựng theo bố cục kỵ lửa như thế. Hoặc có thể nói là tôi căn bản chưa nghĩ đến tầng ý nghĩa này. Nếu đào sâu suy nghĩ, chuyện này ắt hẳn là có liên quan đến việc nhà họ Phong bày kế quỷ ấn phát khưu bùa mô kim vào những năm vĩnh lạc. Bây giờ nghĩ lại, quan Sơn Thái Bảo e ngại nhất vẫn là mô kim hiệu quý, kiến trúc trong thôn địa tiên ngầm hợp lẽ với cửu cung bá quái, hình dáng tổng thể thì lại có tướng kỵ lửa. Theo lý lẽ của thuộc phong thủy quan Sơn, đất kỵ lửa không thể đốt đèn, hễ đốt đèn lên thì sinh môn cũng biến thành tử môn. Đây chẳng phải là bố cục chuyên dùng để mà đối phó với mô kim hiệu quý hay sao? Tôi bảo Tôn Cụ Gia Ừ tôi thấy ông hơi mẫn cảm quá thôi Thần hồn nát thần tính Mô Kim Hiệu Quý và quan Sơn Thái Bảo Có ân quán gì trong quá khứ Thì cũng đã chìm trong các bụi lịch sử rồi Không cần phải dở sổ nợ ra làm gì Chỉ riêng cái món nợ giữa bọn tôi đây với ông Đã khó mà tính toán cho rõ rồi Bây giờ chúng ta đừng có nghĩ ngợi nhiều quá Tốt hơn hết là nghĩ cách moi cái thằng cha địa tiên phong sói cổ kia Mới là việc chính Tôn Cụ Gia thấy tôi không tin đành nói Mong là tôi cả nghĩ các cô các cậu xem bản đồ phương hướng hành động trước đi Để tôi đọc lại quyển Quang Sơn quật tàng lục lần nữa Trong chương về núi quan Tài có ghi chép tường tận mọi chuyện lớn nhỏ ở thôn địa tiên này Nói không chừng lại tìm ra được cái gì đó Tôi đang có ý này, bèn tiếp tục xem xét điển tịch tranh vẽ của phong sói cổ để lại. Đang lỡ dở câu chuyện, chợt nghe tiếng của út ở bên ngoài thốt lên trong sân hình như có thứ gì đang động đậy kìa lúc này trên không trung đã mù mịt sương máu nhưng mà trong núi vẫn tối đen như hũ nút phía xa có động tĩnh gì có thể dựa vào thính giác để phát hiện tôi bước đến bên cạnh sông cửa sổ nghiền tay lắng nghe quả nhiên có tiếng động lạ âm thanh dồn dập hỗn loạn có điều không phải phát ra trong sân mà là ở trên vách đá như dáng quan tài bao bọc bên ngoài thôn địa tiên nghe như thế nước triều cuồn cuộn đang tràn về phía lầu tàn cốt này vậy mấy người còn lại cũng lấy làm lạ thôn địa tiên này không có lấy một người sống sao đột nhiên lại xuất hiện tiếng động kiểu này nghe chừng số lượng không nhỏ giả lại cũng không phải là tiếng ma sát nhu động của cửu tử kinh lăng giáp tuy rằng nguồn gốc không rõ nhưng có thể khẳng định là chẳng tốt lành gì có thứ gì đó rất đáng sợ sắp sửa tràn vào thôn địa tiên này rồi. Tùng Cửu gia nghe rõ mồn một, đột nhiên cúng cuồng lật lại mấy cái trang sách phía trước rồi thình lình đứng bật dậy thất thành kêu lớn: "Mau, chúng ta mau tìm chỗ trốn đi, âm thanh này chắc chắn là của lũ sâu quan tài được nhắc đến trong Quan Sơn Quật Tạng lục rồi." Núi Quan Tài này là một tác phẩm kỳ dị của tạo hóa, địa mạch bàn cổ trong núi hình dáng như xác chết, giống như rặng núi trong tựa Phật nằm Nhưng mà không có đầu Và nằm thẳng đơ trong quan tài Nhìn kiểu gì cũng là một mảnh hung địa Có điều trên thực tế Đây là một địa mạch kỳ lạ Trong hung có cát Kỳ lạ nhất chính là trong tầng đất nơi đây Có suối ngầm cuộn chảy Nước suối tanh thối như thi huyết Hình dáng nơi đây Không khác gì một cổ quan tài thật Nếu đã có quan tài Vậy thì trong vách quan Có sâu quan tài cũng là chuyện dĩ nhiên thôi Sâu quan tài hay còn gọi là chỉ trùng Do lũ dòi sinh trưởng trong dáng quan quách biến thành Màu sắc như vỏ cây tùng Bên thân mọc cánh thịt Có bảy cặp răng đối xứng Chuyên gặm những thứ mục nát Con nhỏ thì như hạt gạo Còn lớn nhất có thể to bằng bàn tay đứa trẻ 7-8 tuổi Người làm nghề đổ đấu Đa phần đều đã gặp phải vật này Nhưng mà trong những ngôi mộ cổ tầm thường Dù là một mộ nhiều xác Thì số lượng quan quách cũng có hạn vì vậy dù có xuất hiện sâu quan tài cũng không bao giờ có quá nhiều. Nhưng theo ghi chép trong quan sơn quật tàn lục, vách đá núi quan tài có đường dân thiên nhiên hình dạng cổ phát như rồng cuốn phượng chầu. Bên trong các khe đá có vô số quan tài treo bằng gỗ, đầy khe, đầy rảnh là dây leo, rêu bùng, thi thể, ký sinh rất nhiều sâu quan tài chuyên gặm gỗ mục rong rêu. Vì số lượng của bọn này cực nhiều, quan sơn Thái Bảo năm xưa cũng khó lòng diệt hết may mà chúng không rời khỏi vách đá không ảnh hưởng gì đến quá trình xây dựng thôn địa tiên nhưng hôm nay chắc không phải ngày hoàng đạo nên trong núi quan tài xuất hiện vô số hiện tượng dị thường cửu tử kinh lăng giáp ở xung quanh xuyên qua tầng nham thạch đâm thẳng vào vách đá quan tài ép bọn sâu quan tài trong núi đá chui ra hết lúc này nghe bên ngoài lầu toàn là tiếng lũ sâu bò rào rào là biết có đến hàng nghìn Hàng dạng con từ khắp bốn phương tám hướng đang tràn về thôn địa tiên. Tô cụ già rống riết thúc giục. Sầu hoàng tài không có giống lũ thi trùng ở trong địa mộ của Âu Dương Dương đâu. Bị bọn này cắn xé thì cả mảnh xương cũng chẳng còn. Mau, chúng ta phải mau tìm chỗ trốn đi. Tôi biết các cô các cậu đều là người gan vàng dạ sắc, không coi chuyện sinh tử ra gì. Nhưng mà con bé út này không liên can, chớ có liên lụy nó phải mất mạng theo chứ tuyền béo hừ lạnh một tiếng nói cậu nhất nghe ông ta nói mà xem thật là cảm động quá đi xem ra lúc trước chúng ta hiểu lầm rồi tôn cửu gia cũng có một trái tim hồng đấy chứ lúc này dù tôi cũng biết tình thế đã vô cùng nguy cấp nếu bị hàng nghìn hàng vạn con sâu quan tài đổ dồn vào nhà thì cả bọn chỉ còn là một con đường chết nhưng sai một ly đi một dặm mạo hiểm hành động sẽ chỉ khiến hoàn cảnh càng thêm tệ hại sơ Lê dương chợt nói trong mộ đạo lại càng nguy hiểm hơn Lúc nãy tôi thấy trong mộ đạo bên dưới thôn địa tiên này Có rất nhiều khe nứt Lũ sâu quan tài này ở chỗ nào cũng chui qua được Chưa chắc xuống đó đã tránh được chúng đâu Tôi thấy những lời này của Sơ Lý Dương rất có lý Âm trạch trong núi quan tài được nối với nhau Bằng hệ thống mộ đạo chằng chịt Những ngôi mộ cổ thuộc nhiều triều đại khác nhau Cùng nằm ở dưới mặt đất Mỗi mộ thất lại có kết cấu và vật liệu xây dựng khác nhau Khiến cho mộ đạo có rất nhiều vết nứt và lỗ hỏng nếu có một đám sâu quan tài ùng ùng kéo đến thật ở trong mộ thất chật hẹp bích bùng thì thật sự là khó lòng ứng phó nổi tiếng côn trùng bò trường mỗi lúc tiến lại rất gần càng khiến cho lòng người thêm hoảng loạn tôi định thần lại thầm nghĩ bức quan sơn tướng trạch đồ kia miêu tả rất tỉ mỉ địa hình trong núi quan tài ở lối vào mộ cổ địa tiên có mấy khoanh tròn màu vàng tuy là trong tranh vẽ nhìn không rõ rốt cuộc là thứ gì nhưng mà đại khái nằm ở lối vào quyệt mộ. Thời xưa có quan niệm trời tròn đất vuông, tròn là sinh, vuông là tử. Trong quẻ đồ, dòng cung ngũ ý sinh, theo lý mà suy ra thì mấy cái dòng tròn này có lẽ là vật để ngăn côn trùng, chống trộm trước mộ, lui vào bên trong đó, quả may có thể tránh được đợt tấn công này của lũ sâu quan tài. Làm vậy cũng là lấy lui làm tiếng, ít nhất còn đỡ hơn cố thủ trong tòa nhà lẻ loi trơ trọi này. Lúc này cũng chẳng nghĩ được xem thôn địa tiên có lệ cấm lửa thật hay không. Tôi lập tức gọi tường béo cùng bắt tay hành động. Dung sẻn công binh chặt mấy cái bàn ghế. Rồi xé ít mảnh dại quấn lên bên trên. Toan đốt lên làm đuốc để mà xua đuổi lũ sâu bò. Tôn cụ gia thấy thế cuốn đến khẳng cả giọng. Nếu chặt lấy cánh tay của tôi hét lên như xé hỏng. Không, không được châm lửa. Phòng ốc trong thôn địa tiên này đều được dựng bằng gỗ cây thương cổ thụ lửa mà bén lên ắt sẽ dụ cửu tử kinh năng giáp ở trong tầng đất chui ra đấy chương 48 bóng ma trong bức họa cổ tôn cụ già lật xem quan sơn quật tàng lục từ đó biết được toàn bộ kiến trúc trong núi quan tài này đều dùng gỗ thương cổ thụ làm nguyên liệu Chuyện này có liên quan đến bố cục phong thủy âm dương trạch của thôn địa tiên. Gỗ thương là một loại hung mộc, mùa đông lạnh, mùa hè nóng, nếu dùng làm quan quách thì người chết liệm bên trong, dẫu chôn xuống đất rồi cũng không được yên nghỉ. Cây này đa phận, mọc ở chốn thâm sơn cùng cốc, trong gỗ có khi âm, loại hổ nguyên trạch bao gồm cả âm trạch lẫn dương trạch, không thể thiếu thứ này được. Vì muốn bàn cổ thần mà trong núi quan tài khôi phục nguyên trạng, phong sói cổ đã sai người chặt một lượng gỗ thương lớn phỏng theo nguyên dạng của cổ trấn thanh khê mà xây dựng dương trạch ở đây thôn địa tiên sở dĩ kỵ lửa là bởi cửu tử kinh lăng giáp ở bên ngoài núi quan tài thứ này có tính chất lánh âm gần dương nếu dương khí trong núi quá đậm cửu tử kinh lăng giáp bích kính như là kén tầm ở bên ngoài sẽ đâm xuyên qua vách đá lan tới thôn trang quan sơn thái bảo dùng gỗ thương cổ thụ làm vật liệu để xây dựng chính là để khiến kinh lăng giáp kia không thể tiếp cận được địa mạch ở trong núi lúc này không có thời gian để nói kỹ nhưng mà ý của tôn cũ gia tôi cũng hiểu được tám chín phần vô số điểm lạ trong núi quan tài đều báo trước rằng nơi này sắp xảy ra một phen kịch biến nghiêng trời lệch đất nguyên do bên trong chỉ sợ vẫn là do chúng tôi xâm nhập núi quan tài gây nên nói đến lửa vừa nãy đốt một ngọn nến nhỏ có lẽ cũng chẳng đáng gì. Chỉ mạng nhất là chúng tôi đã không cất kỹ cái tấm gương cổ quy khư kia đi. Gương đồng, bùa đồng đều được long quả ở Nam Hải tôi luyện. Long khí ở trong tấm gương cổ tuy sắp tiêu tan hết nhưng mà dấu sao vẫn là khí của long quả. Cuối cùng vẫn khiến cho kinh lăng giáp chui qua vách đá đồng thời xua đuổi một lượng lớn sâu quan tài trong các kẻ đá tràn ra ngoài. Sư Lê Dương nói, không có lửa chắc chắn là bị cái lũ sâu quan tài kia dây chặt không có thoát thân nổi đâu thôn địa tiên mặc dù kỵ lửa nhưng mà mộ đạo trong âm trạch bên dưới lại có cả ám khí bắn tên lửa chắc là trong quyệt mộ có thể đốt lửa phòng thân mà chúng ta cầm đuốc lánh vào trong mộ thì hơn cả bọn đều đồng thanh khen phải lấy hết mọi thứ có thể bắt lửa trong lầu quan sơn tàn cốt mang theo rồi lập tức lao xuống bên dưới tìm kiếm lối vào âm trạch lối thông giữa âm trạch dương trạch trong mỗi tòa kiến trúc đều khác nhau. Trong miếu pháo thần là ở gần khám thợ, trong nhà dân thì có căn ở dưới bếp, có căn ở dưới gầm giường. Đại khái là điều tuân theo lý thuyết bát trạch minh kính. Trước đây từng gặp mấy lần cho nên tôi đã nhìn thấu được sự ảo diệu bên trong. Cái thứ bát trạch minh kính kia đương nhiên không làm khó nổi mô kim hiệu quý. Chỉ thoáng sao đã dẫn theo mọi người tìm được mộ đạo trong từ đường nhà họ phong bọn tôi cậy sàn nhà lên liền cảm thấy âm phong bên trong ùa lên rợn cả người lúc này đã có rất nhiều sâu quan tài tràn vào qua khe cửa ra vào ở cửa sổ cả bọn không ai dám chần chừ thêm nữa cuống cuồng chạy xuống mộ đạo rồi bích kính lối ra vào chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã có mấy con sâu quan tài bám theo vào mộ cổ đều bị chúng tôi dùng xẻng công binh đập chết ngay tại chỗ sô lê dương và út đốt hai cây đuốc Núi Quan Tài tuy là nằm sâu trong lòng đất nhưng mà lại là một chốn có kỳ mạch thần long tường thông cho nên tường có rất nhiều khe rảnh, không khí lưu thông. Tuy rằng hít thở có đôi chút khó khăn, ánh lửa cũng ảm đạm đi phần nào. Nhưng chỉ cần ngọn lửa không tắt thì cũng không đến nỗi nào phải đeo mặt nạ phòng độc. Tôi không dám lơ là cảnh giác, nhắc nhở cả bọn đều phải đeo mặt nạ phòng độc trước ngực để có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Dưới ánh đuốc tôi đưa mắt quan sát xung quanh chỉ thấy ngôi mộ cổ thời chiến quốc này không kiên cố lắm dẫu sao thì niên đại cũng xa xưa quá rồi những phần bằng gỗ đa phần đã mục nát hết không thể ở lại nơi này quá lâu tôi dội gọi tuyền béo cùng đi nại cửa mộ cho cả bọn cướp đường chạy ra chẳng ngờ gỗ ô mọc mặc dù đã mục nát nhưng mà vẫn vừa dày vừa chắc bọn tôi đành phải dốc sức dùng xẻng công binh vẹt từng lớp một đang khi lòng như lửa đốt mồ hôi vã ra như tắm tôi chợt nghe sơ lê dương phía sau kêu lên không ổn vội ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy trong cá khe hở trên tường mộ dường như là có một dòng suối cuồn cuộn chảy Dù số sâu quan tài ùng ùng bò ra sâu quan tài trong mộ cổ không phải là thứ tầm thường ở nhiều vùng quê cũng có loại sâu quan tài được gọi là sâu bói quẻ trên mình tiết ra chất dịch chua bò đến đâu là ăn mòn tới đó loại sâu quan tài ở nơi chung người này còn lợi hại hơn hễ bị chúng cắn phải da thịt sẽ lập tức thối rửa trước là ngứa ngáy khó chịu sau là chảy máu mưng mũ có thể lan đến tận xương giáo sư tùng nhặt một cây đuốc lên ghé vào cây đuốc của sơ ly dương đang cầm để châm lửa cộng thêm một cây đuốc úp cầm ba cây đuốc dung lên như sao băng xua cái lũ sâu quan tài đang ùng ùng kéo đến lùi ra xa tưởng như đã không thể cầm cự lâu hơn được nữa cũng may là Sơ Lê Dương lâm nguy không loạn, trong cái khó vẫn lo cái khùng, rút ngay thanh bảo kiếm của phong sói cổ trên lưng tôi ra, xông lên hai bước, dùng kiếm đâm vào miệng quách hình hổ chậu, kích hoạt cơ quan trong lò, lập tức có mấy dòng thủy ngân theo đó chảy ra, nhấn chìm toàn bộ lũ sâu quan tài và dòi bọ xung quanh quan quách. Thanh bảo kiếm này có lẽ chính là vũ khí năm xưa phong sói cổ dùng để đâm chết ô Dương Dương trong núi quan tài tôi lấy thanh kiếm này từ lầu quan sơn tàn cốt vốn có ý dùng nó để đối phó với địa tiên phong sói cổ nhưng bị sơ lê dương lấy ra đâm vào quan quách hình hổ chầu lúc này đã bị thủy ngân ngấm vào không thể dùng được nữa tôi cũng biết trong lúc nguy cấp khó có thể chu toàn mọi sự tạm thời không có kế sách vẹn toàn đành đi bước nào hay bước ấy trong mộ thất đầy hơi thủy ngân ngọn lửa càng lúc càng yếu ớt nhưng mà lũ số quan tài tràn vào cũng sợ hơi độc ung ung rút chạy ra ngoài cả bọn đeo mặt nạ phòng độc lên cùng bắt tay dỡ những cây gỗ mục trắng cửa ra rồi phá vỡ cánh cửa đồng không còn nguyên vẹn nối đuôi nhau chạy vào mộ đạo bọn chúng tôi chạy hùng hục một hồi mà vẫn không thấy tung tích mộ địa tiên đâu tuyền béo không nhìn được cất tiếng lào bào nhớ cả có phải là cậu vẫn sai đường rồi không vậy sao đi mãi vẫn không đến nguyên tắc của chúng ta xưa nay vẫn là bốc phét không tán láo đi đường không đi xa cơ mà Úc cũng bắt đầu thấm mệt hỏi tôi còn bao lâu nữa tôi đành lấy một câu của sơ lê dương từng nói trước đây ra ứng phó mọi người chớ có nên nhục chí chớ có hỏi đường còn bao xa mà hãy hỏi bản thân của mình có đủ lòng tin và dũng khí đi hết con đường này hay không bất luận là đường bao xa tuyên béo nói nghĩ đi Đừng có quên trái đất hình cầu Không hỏi hang đường xá Chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi thẳng Thế không phải là đồ ngu thì là gì Thực ra tôi cũng không chắc chắn lắm Bèn nói thẳng với cả bọn Mộ đạo này quanh co tối tăm Nói thật là tôi cũng thấy hơi bối rối Nhìn Kim Chỉ Nam thì phương hướng của chúng ta không sai Nhưng mà cũng không chắc đã đi qua hay chưa nữa Mọi người thương lượng một lúc Quyết định dỡ quan sơn ngộ tiên đồ ra xem Xác định xem mình ở vị trí nào Bằng không là cứ đi vòng qua vòng lại trong bộ cổ thế này không phải là cách. Vậy là cả bọn đốt thêm hai cây đuốc dọn dẹp một khu vực an toàn trong mộ đạo rồi lấy mấy bức tranh cổ trong ba lô, trải từng bức ra, định tìm bức có vẽ bản đồ âm trạch của thôn địa tiên. Bức đầu tiên tôi mở ra là quan sơn ngộ tiên độ, bèn tiện tay đưa cho tuyền béo cất đi. Mở đến bức thứ hai lại là bỉnh trúc dạ hành đồ, vẽ cảnh đoàn người vào mộ tuấn tán, tôi càng nôn nóng mấy bức tranh rách phòng xối cổ tự tay vẽ này chất giấy bồi giống hệt nhau sau khi cuộn vào thì chẳng thể nào phân biệt được đang định lấy bức thứ ba ra chợt phát hiện bỉnh chúc dạ hành đồ này không giống như lúc chúng tôi nhìn thấy ở trong lầu tàn cốt nữa tôi nhớ rất rõ ràng trong bỉnh chúc dạ hành đồ có rất nhiều người đốt lửa đi xuống một sơn động chôn ngọc bích đồ đồng nằm sâu bên dưới tầng đất nhưng bây giờ trong bức tranh cổ trước mắt lại có thêm một số thứ khác. Trong những đồ chứa để mà tế sơn xuất hiện thêm rất nhiều bóng đen mơ hồ, nhìn kỹ giống như là bóng ma dữ tợn hung ác, lại tựa hồ ác quỷ ở chốn âm tàu địa phủ đang tự cõi u minh, nhìn chăm chăm vào những sinh mạng đi vào một cổ tuẩn tán, khiến cho người ta thoạt xem đã nảy sinh cảm giác không rét mà run Sô Dương và Tôn Cổ Gia cũng không nhớ là trong bỉnh chút dạ hành đồ từng có thứ này hẳn là không thể nào cầm nhầm được. Chẳng lẽ sau khi vào khu vực âm trạch, bức tranh liền xuất hiện dị tượng? Sư Lì Dương đưa qua đưa lại ngọn đuốc trên tay, bóng ma trong bỉnh chúc và hành đồ cũng theo đó thoát ẩn thoát hiện. Bây giờ cả bọn mới sực tỉnh ngộ. Bức tranh này được vẽ bằng một loại mực đặc biệt, những hình ma quỷ này chỉ hiện dưới ánh lửa mà thôi. Tôn Cụ Gia hít sâu một hơi lạnh. Động tiên cái gì chứ, chẳng khác nào hang quỷ ổ ma trong mộ cổ địa tiên chắc chắn là có thứ gì khủng khiếp lắm, chỉ là tại sao phong sói cổ lại ẩn giấu thông tin này trong bức họa? Phải chăng là ông ta muốn ám thị bí mật gì? Người trong thôn địa tiên đều chết sạch cả rồi, ông ta làm vậy để cho ai xem chứ? Chương 49: Thắp nến đi đêm Chúng tôi thấy trong bức Bỉnh Chúc và Hành Đồ có dị tượng xuất hiện, người đàn người nấy vừa kinh hãi vừa nghi hoặc. Giáo sư Tôn nói quả là không sai, nhưng mà nghĩ xa hơn một chút, tuy rằng trong núi Quan Tài có lệ cấm lửa, nhưng mà những năm cuối triều Minh, chủ yếu vẫn phải nhờ vào đèn đuốc để lấy ánh sáng. Phong sói cổ đích thần vẽ mấy bức tranh này treo trong lầu cát tối tăm dưới lòng đất, người ngoài không hiểu cấm kỵ, tự nhiên sẽ thắp đèn lên quan sát. Từ đây có thể thấy rõ là ông ta cố ý để lại cho người nào có cơ duyên tiến vào núi Quan Tài này trông thấy. Trộm mộ xưa nay rất hiếm khi dùng đến nguồn sáng bằng khoáng vật, tuy rằng tương truyền thời xưa cũng có người dùng dạ minh châu trộm mộ, nhưng mà dạ minh châu cực kỳ trân quý, hạng bình thường sợ rằng cả đời cũng không thấy qua một lần, giả lại còn không thể thăm dò chất lượng không khí dưới lòng đất và phòng thân. Vì vậy, đó chỉ là ngoại lệ trong giới trộm mộ chưa bao giờ được lưu truyền phổ biến đã chui xuống lòng đất đào mồ quật mã thì không thể rời xa ngọn đuốc được phong sói cổ truyền lại cho hậu nhân nhà họ phong bài quan sơn chỉ mê phú chừa lại con đường bí mật 12 năm xuất hiện một lần để bọn họ sau này có cơ hội tiến vào mồ cổ đây cũng là hành vi trái với lẽ thường có lẽ người này hiểu đạo lý trong thiên hạ không có ngôi mộ nào là không bị đào bới trên thế gian chẳng có lăng mộ nào vĩnh viễn kiên cố bí mật dù không bị bọn đổ đấu đào lên thì sớm muộn cũng bị phá hoại bởi sự thay đổi của núi non sông ngòi phòng sói cổ bố trí như vậy tâm cơ sâu dày thực là khiến cho người ta ớn lạnh từ đáy lòng quyền cơ của mộ cổ địa tiên không phải ở chữ dấu mà nằm trong một chữ rời khi người ngoài tiến vào núi quan tài cũng chính là lúc địa tiên rời núi không chỉ hậu nhân nhà họ Phong là giáo sư Tôn mà thậm chí cả mấy tên mô kim hiệu quý chúng tôi đều chỉ là quân cờ bị ông ta điều khiển lợi dụng. Liều mạng tiến vào một cổ chẳng qua là giúp Phong xối cổ tiếp tuyên dẫn thánh mà thôi. Lúc này trong mộ đạo phía xa vẫn lại tiếng gặm nhắm gỗ mục âm thanh mỗi lúc một gần. Vô số sâu quan tài sau khi vào thôn địa tiên liền chui khắp mọi nơi nhằm vào những chỗ có âm khí mà tiến trong các mồ cổ có nhiều quan đồng quách sắt kính bưng không kẻ hở nhưng cũng có một số quan quách gỗ không tránh khỏi bị chúng cắn xé cả quan lẫn xác ở bên trong tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức quan sơn tướng trạch đồ một hồi trong đầu liên tiếp nảy ra mấy ý nghĩ nhưng mà vẫn không có cách nào thoát thân giờ thì không thể đổ cho tình thế đấu tranh giai cấp quá phức tạp mà chỉ có thể trách đầu óc của mình quá trì trệ mà thôi sơ dương nhắc nhở đuốc của chúng ta sắp dùng hết rồi Không thể nán lại trong khu vực âm trạch Khắp nơi đều có khe hở này quá lâu được đấy Tôi nghiến rằng thầm nhũ lần này không xong ra thì không được Cùng lắm thì liều mạng chết chung Nhìn bản đồ thì chúng ta đã ở cách mộ địa tiên không còn xa Cứ làm theo kế hoạch ban đầu Mặt xác bên trong có thứ gì Chúng ta cũng phải mạo hiểm xông vào mộ thất nghĩ cách tìm cho bằng được cái xác của phong sói cổ đem quả thiêu để mà diệt trừ hậu quả tôn cũ già đờ đẫn cả người bài quan sơn chỉ mê phú của phong sói cổ có truyền lại tựa như là ma chú câu dẫn hồn dẫn phách lừa gạt phong sói kỳ và con cháu của ông ta suốt mấy trăm năm đến giờ mới có người lờ mờ dự cảm được đây là một âm mưu giờ lão cũng không còn chủ trương vào mộ địa tiên nữa lại hối hận ban đầu không có kế hoạch chu toàn Lẽ ra ở bên ngoài trực tiếp dùng thuốc nổ đánh sập ngọn núi này cho xong Tuyền béo quát cái miệng ra mắng Tiền sư cha nhà ông đừng có nằm mơ giữa ban ngày Muốn đánh sập bao nhiêu núi cao ở hẻm núi quan tài này Phải cần đến bao nhiêu thuốc nổ quân dụng Ông có biết không Một lão phần tử trí thức thối thay như ông thì đi đâu mà kiếm được Dứt lời liền đưa tay sóc tôn cụ gia Đang ngồi xổm dưới đất dậy Vừa kéo lão ta đi về phía trước vừa nói tăng cường tính kỷ luật, đổ đấu đâu cũng được, có hiểu chưa hả? Tôn cửu gia nhà ông cứ nghe theo chỉ thị tối cao của đại gia Tuyền Béo và cậu nhất đây là chắc chắn không sai. Mau, đi cho tôi. Tôi cũng giấy tay gọi Sơ Lê Dương và Úc, cả bọn cầm đuốc đi dọc theo mộ đạo thẳng về phía trước. Tham chiếu phương vị trong bản đồ dòng qua một ngôi mộ bắt tống có quan tài treo bằng xích sắt là đến khu vực rìa ngoài âm trạch thôn địa tiên. Tới đây trong ta chúng tôi chỉ còn lại đúng ba cây đuốc chưa tắt Trong túi đồ của chúng tôi vẫn còn một hộp chất đốt Thừa sức tăng mạnh thế lửa xua đuổi cái lũ sâu quan tài Đang từ bốn phía ùng ùng đổ tới Nhưng tôi nghi ngờ khả năng trấn áp địa tiên của phong sối cổ Của gương cổ quy khư Vẫn hy vọng để lại hộp chất đốt này làm chiêu sát thủ cuối cùng vì vậy quyết không tùy tiện sử dụng đành nghiến răng liêu mạng xông thẳng tới Nghĩ đoạn, tôi bèn dẫn theo mấy người bọn tuyền béo Sơ Lê Dương cùng đẩy cánh cửa đá cũ nát chặn lỗ ra của đường ngắm. Dùng mấy cây đuốc mở đường bổ nhào ra ngoài. Không ngờ tình huống ở phía sau thôn địa tiên lại hoàn toàn nằm ngoài những gì chúng tôi tiên liệu. Hàng nghìn hàng dạng con sâu quan tài bị cử tử kinh lăng giáp làm kinh động. Không hề bò đến phần bụng của rặng đồi núi hình xác người. Nơi này vẫn còn nguyên bầu không khí tĩnh mịch lạ thường tôi định thần lại thấy triền núi bên ngoài thôn địa tiên có một bia đá lớn bên trên khắc sáu chữ địa tiên mộ linh tinh điện đồng thời còn chạm trổ hoa văn trang trí hết sức là tinh tế đẹp đẽ tấm bia được đặt trên lưng một linh thú bằng đá tôi muốn nhìn rõ tình hình phía trước bèn leo lên đỉnh bia từ trên cao phóng tầm mắt ra nhìn bốn phía xung quanh chỉ thấy phần bụng của rặng núi hình xác người này có mấy khe nông hình cung cứ cách tầm 10 bước lại có một tượng đồng một chân cao lớn khôi vĩ. Tượng đồng này để mình trần, hình dạng 7 phần giống quỷ, 3 phần giống người. Mặt mũi thấy điều dữ tợn đáng sợ, hai mắt trợn trừng, miệng không ngừng phun ra dương toại, chảy vào rảnh đá trong khe, tựa như là những dòng sông máu màu đỏ sậm quanh co tuần hoàng. Chặn hết cái lũ sâu quan tài tứ phía đổ về ở bên ngoài. Dương toại tuy thuộc loại khoáng chất lạnh, bản thân không có nhiệt lượng song cũng đủ khiến cho lũ sâu quan tài vốn sợ ánh sáng không dám vượt qua ranh giới dù chỉ nửa bước nằm giữa mấy dòng sông máu uống khúc ấy có một khe sâu hình thành do núi đá đứt gãy trên chách đá có sàn đạo hai bên có xây mấy cái cổng chào vắt dẻo giữa tầng không mái công uống lượng nhấp nhô chập chùng thoạt nhìn đã thấy khí tượng bất phàm mộ địa tiên vẽ trong bỉnh trúc dạ hành đồ hẳn là nằm ở dưới đáy khe sâu này Tôi lẹp xuống dưới gọi mọi người nhảy qua cái rãnh đá có dòng dương toại chảy qua. Cả bọn tạm thời thoát khỏi cái lũ sâu quan tài truy đuổi gắt gao phía sau. Trong lòng cũng yên tâm phần nào. Nhưng đi tới trước cổng chào, ngó mắt nhìn xuống khe sâu, chỉ thấy bên dưới tối tăm mù mịt tĩnh lặng lạ thường. Úc tuy rằng lớn gan hơn người, nhưng mà những chuyện cô gặp phải mấy ngày nay thấy điều hết sức kinh dị. Nằm giữa lằn ranh sống chết, cũng khó tránh khỏi có chút ngơ ngẩn thất thần. Giả lại, truyền thuyết địa tiên phong sối cổ lừa người sống vào mộ tuẩn tán sớm đã lưu truyền ở Trấn Thanh Khê từ lâu. Cô nhìn tuyến đường sạn đạo bằng đá xanh như con mãn xà khổng lồ, ngoằn ngoèo uốn lượn chui vào sâu trong huyệt động, trong lòng càng thêm hốt hoảng. Tôi đành cho cô một liều thuốc an thần, vừa dụi tắt ngọn đuốc, thay cục pin dự phòng cuối cùng cho đèn chiếu chiến thuật gắn ở trên mũ, vừa bảo cô rằng cái truyền thuyết địa tiên phong xối cổ muốn rời núi độ người thành tiên ấy hoàn toàn không đáng tin. Người này chết đã nhiều năm, thi thể không quá thành cương thi thì cũng mục ruỗng rồi. Cùng lắm chỉ là cái rác ướp, làm gì có chuyện thành tiên được chứ. Cả đời tôi đây, sông pha Nam Bắc đã giàu không ít mộ cổ, cũng chưa từng thấy lăng mộ nào có thi tiên. Mà kể cả rơi vào tình huống xấu nhất, lão địa chủ phong suối cổ này thật sự bị thi biến muốn rời núi hại người thì cũng không thể thành công được. Tôi tin rằng lịch sử và nhân dân chắc chắn sẽ không cho phép sự việc thế này xảy ra. Úc khẽ gật đầu, tuy vẻ mặt của cô căng thẳng quá độ, song vẫn có thể đi theo đội ngũ. Tuyền Béo nói, các đồng chí cứ yên tâm. Tôi thấy nếu có chết thì cũng phải là bậc hiếu tử hiền tôn nhà họ Phong, tôn cũ gia đây ngõm trước đến lúc đó còn phải kéo theo cả bọn quan sơn thái bảo trong mộ này xuống làm nệm đỡ lưng cho chúng ta không quậy tung chúng lên thì quyết không thôi đấy tôn cụ già lắc đầu bất lực đến nước này rồi sao các cậu vẫn chỉ lo nói cho sướng cái miệng vậy hả nói đoạn lão ta quay sang tôi cậu cũng đừng bốc phét quá đà có phải vẫn còn giữ lại một ít chất đốt chuẩn bị thiêu xác cổ trong mộ không Đến lúc ấy ngàn vạn lần Chớ có thấy minh khí đầy ở trong mộ Mà không nở động thủ Cậu nhất định không được dùng tay do dự Nếu thi tiên trong mộ thoát ra khỏi núi quan tài Thì thật là phiền phức đấy Tôi đang định bảo Chuyện này không cần ông phải dặn dò Tôi tự biết cân nhắc nặng nhẹ Bỗng nghe tầng nhâm thạch ở trên đỉnh đầu Phát ra vô số âm thanh như xé giải Âm thanh kéo dài liên tục không dứt Làm cho chúng tôi đau cả màng nhĩ Mọi người bất giác ngẩng đầu lên nhìn Nhưng một là dưới lòng đất tối tăm Hai là trên không vẫn mù mịt xương đỏ Hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình trong tầng nham thạch Úc kinh hải kêu lên ô núi này sắp sập à Sơ Lê Dương lắc đầu Không phải Núi quan tài hình dạng như là chiếc quan tài đá không có nắp Hình như cửu tử kinh lăng giáp Ở trong vỏ núi bên trên sắp chui ra thì phải Mặc dù gần một nghìn năm nay chưa kẻ trộm mộ nào gặp phải cửu tử kinh lăng giáp nhưng mà những lời đồn về sự lợi hại của vật này không phải là không có loại thực vật hỗn hợp giữa gỉ đồng xanh và máu thịt sinh trưởng dưới lòng đất này tuyệt đối không phải thứ mà dám ba người có thể ứng phó nổi thanh âm cửu tử kinh lăng giáp nhu động dịch chuyển bên trong tầng nham thạch lọt vào tai của chúng tôi tựa như là tiếng rít gào của tử thần mỗi khi nghe thấy một tràng những tiếng xé dãi chói tai ấy cả bọn đều như bị dội một chậu nước lạnh, bất giác, rung mình sợ hãi, cả người lạnh toát. Bọn tôi lo cửu tử Kinh Lăng Giáp có thể xuất hiện trong đám sương mù bất cứ lúc nào, không dám nấn ná quá lâu trên bề mặt rặng núi hình sắc chết nữa. Dội vàng, bao trước, bọc sau, tôn của gia và út đi giữa, men theo bậc thang khảm ở trên chách đá đi xuống dưới, phía trên linh tinh điện là khe sâu với hai vách đá sừng sững vừa dốc mà vừa chật hẹp bề mặt phẳng lì thẳng thớm như được đục đẽo dưới ánh đèn chiếu có thể thấy rõ ràng từng mạch nham thạch chạy trong địa tầng ở đó có chôn rất nhiều ngọc bích hình thù quái dị màu sắc cổ xưa có đỏ thẫm có xanh lục đều không phải là vật của thời cận đại nhưng mà đa phần đã chẳng còn nguyên vẹn theo như ghi chép trong quan sơn quật tàng lục những đồ ngọc này đều là vật hiến tế trong núi quan tài từ thời kỳ văn hóa du sở tôi nhớ lại cảnh tượng trong bức họa những người tuẩn tán chính là men theo con đường này vào mộ trong bức vách có chôn đồ ngọc kia ẩn nấp rất nhiều bóng ma nhưng khi tới đây vẫn chưa thấy được tình cảnh dẻ trong bỉnh chúc dạ hành đồ những người còn lại hẳn cũng có ý nghĩ này ai nấy đều cảm thấy sống lưng lành lạnh tựa hồ phía sau có ác quỷ lẳng lặng bám theo chốc chốc lại ngoảnh đầu nghi ngó càng đi xuống sâu thì càng cảm giác bất an tăng thêm mãnh liệt sư Ly dương sực nhớ ra điều gì đó liền nói với tôi trong bức bệnh chúc dạ hành đồ ấy tất cả mọi người đều cầm đèn lồng hoặc là đuốc giả dạ lại chúng ta cũng phải thắp lửa lên mới nhìn thấy những bóng đen ẩn tàng trong bức bích họa có lẽ điều này muốn ám chỉ ở trước linh tinh điện phải dựa vào ánh lửa mới có thể trông thấy một số thứ bình thường không nhìn thấy được. Trực giác cho tôi biết, trong tầng nham thạch ở bàn cổ thân mạch này, đích thực là có chôn giấu thứ gì đó, rất có khả năng chính là những bóng ma được vẽ bên trong bức tranh kia. Vì không biết diện mạo chân thật của chúng là gì, cho nên khó lòng phán đoán lành dữ. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục đi sâu xuống nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải điều bất trắc. Bởi vậy, khi nghe Sơ Lê Dương nhắc nhở, tôi dự định đốt một cây nến lên xem cho rõ ràng dẫu sao thì thắp đèn chính là việc của mô kim hiểu quý hay làm nhất giờ cả bọn đã ở trong bụng núi càng không phải e ngại điều gì nữa tôi liền lấy ra nửa cây nến thắp lên khum khum lòng bàn tay che ngọn lửa vừa chậm rãi bước xuống bậc thang vừa dơ ngọn nến lên soi vào vách đá bên cạnh ánh lửa hắt lên vách đá làm những mảnh đồ ngọc tàn khuyết ánh lên một sắc màu mượt mà nôm thần bí đẹp đẽ hơn lúc ánh sáng nhàn nhạt của đèn chiếu chiến thuật rọi vào. Tuyền béo trông thấy lập tức nổi lòng tham, không kìm được thò tay ra rờ mó, định nại mấy miếng ngọc mang về làm kỷ niệm. Tôn Cổ Gia lo cho Tuyền béo lại rước lấy phiền toái, khốn nỗi lúc trước lão ta đã nhiều lần khuyên bảo nhưng đều bị Tuyền béo cưỡng từ đoạt lý làm cho tắc tị nên đành đổi kiểu thò tay ra ngăn cậu ta lại nói những cái đồ ngọc dùng tế phẩm này hết sức tà dị. Tuyền béo, cậu đừng vì nhất thời nổi lòng tham mà sớ rớ chạm vào chúng. Phải đấu tranh phê bình và tự phê bình chứ. Tuyền béo làm bộ vô tội nói, Trên đời này chỉ sợ hai chữ nghiêm túc mà thôi. Đại gia đây, nại mấy cục về nhà nghiêm túc nghiên cứu để xem mấy cái đồ ngọc này tà quái ở chỗ nào. Chẳng lẽ như vậy cũng coi là có tâm tư hay sao? Tôn Cụ Gia gặp phải cái loại người mồm mép tép nhảy như tuyền béo, dù có lý lẽ cũng khó mà nói cho thông được. Tôi thấy lão ta có ý để tôi ra mặt, nhấn mạnh nguyên tắc quan trọng, tăng cường kỷ luật. Bèn quảnh đầu đi, giờ như là không thấy, chỉ tập trung chú ý quan sát vách đá dưới ánh lửa. Nhưng cũng chưa phát hiện ra hiện tượng gì dị thường. Tôi lại đi xuống thêm mấy bước, chợt nghe tuyền béo và Tôn Cụ Gia đang cãi nhau búa xua ở phía sau thì đột nhiên im bặt. Ba người đi trước là tôi, Sơ Lê Dương và Úc dội vàng dừng bước, quay đầu lại xem tình hình phía sau. Chỉ thấy Tuyền Béo và Tôn Củ Gia đang đờ người ra tại chỗ, sững sờ nhìn chầm chầm vào tầng nhâm thạch. Tôi quay lại chỗ bậc thang cao hơn, đưa mắt nhìn theo ánh mắt của hai người. Thì ra Tuyền Béo đã dùng sẻn công binh gõ vào miếng ngọc bích khảm ở trong vách Đất đá chỗ cái sẻn đập vào, tróc ra, rơi xuống, làm thứ bên trong lộ hẳn ra ngoài bên trong lớp đất đá là cả khối ngọc cổ chồng chất lên nhau thành tường bên trong tường ngọc hình như có một đường nét mơ hồ trông như bóng quỷ tôi dơ nến lại gần xem thử liền thấy cái bóng quỷ mơ hồ ấy bỗng trở nên rõ nét càng khiến cho người ta kinh hãi hơn là nó dường như hữu hình mà vô chất lại có thể di động trong bức vách dưới ánh lửa bập bùng bóng đen đột nhiên giơ tay giơ chân bò về phía trước nhìn bộ dạng như muốn từ bên trong bức tường bổ nhào ra. Chỉ thấy một luồng gió âm thổi sọc tới trước mặt, cây nến tôi cầm trên tay lập tức lòe như là sắp tắt đến nơi. Tôi phát giác có âm phong thổi tới, vội vàng khum tay lại bảo vệ ngọn lửa sắp tắt. Ảnh nến tuy là bị che, nhưng mà đèn chiến thuật gắn ở trên mũ vẫn sáng. Dưới ánh sáng loang loán, tôi và Tuyền Béo đều nhìn thấy rất rõ ràng. Chỉ một thoáng ấy thôi, người nào người nấy đều dựng hết tóc gáy, Mười dạng tám nghìn lỗ chân lông khắp toàn thân, không cái nào là không rịn mồ hôi. Các bạn vừa nghe xong phần 129 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.